Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Và hôm nay mình cô Ốc sẽ đi làm người trông trẻ. Nhưng mà đứa trẻ này không phải là đứa trẻ bình thường các bạn ạ. Nó là đứa trẻ bị quỷ ám đó. Đấy, nên là mình rất sợ, mình sẽ rủ Ốc đi cùng. Ví dụ nó đuổi bắt mình thì mình bảo Ốc ơi em ở lại còn anh chạy đi đây. Bạn là nhất nhá. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Bạn nhất. Nhất bạn rồi. Trời ơi, tưởng đồng đội thế nào. Đấy, đây là đứa trẻ vàng trong làng ma ám đấy. Ờ đúng, mà nó cũng là đứa trẻ vàng thật. Nó là The Baby in Yellow mà các bạn. Chúng đúng ta rồi. Sẽ vào game ngay bây giờ. Đây là tựa game The Baby in Yellow. Và đây là phần 3 của nó rồi các bạn. Và nó vừa mới ra mắt ngày 12 tháng 12. Rồi, Ốc dịch cái màn hình chờ đang nói cái gì đây? Màn hình chờ đang nói là: một con thỏ bé nhỏ tội nghiệp, tao đã biết mày đang tìm kiếm cái gì và mày sẽ không tìm kiếm được nó đâu, bởi vì nó là của tao. 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 Trời ơi, thế họ đang bảo mình là con thỏ à? Mình đâu có phải con thỏ, mình con người, có tai, có mắt, mũi này. À, khéo người ta bảo mình là ngây ngô như một con thỏ. Ta sẽ bắt người đi. Ui, thôi, vào chơi game đi. Rồi, xem chuyện gì xảy ra nhé các bạn. Ủa, vừa vào game thấy mình rúc ở trong một cái thang máy các bạn ơi. Ui. Đây là một tòa nhà cao tầng đó. Ừ. Biết là mình đang ở trong tòa nhà hay ở khách sạn hay ở đâu mà rất là nhiều tầng. Ui, rơi thang máy nè. Có như động đất à? Các thang máy bị hỏng á. Điện bắn tung tóe ra kinh quá à. Ui. Sau một vụ rơi thang máy thì mình không có hề bị sao. Hên thế nhở. Rồi, bây giờ mình sẽ đi theo cái chỉ dẫn hình con thỏ này, mũi tên này. Chỉ ở đây, đi tiếp ở đây. Ồ, mấy cái cửa này đóng hết rồi. Đây có phải là nhà của mình đâu mà người ta sẽ đóng cửa. Anh muốn mở cửa phòng nào cũng được, đây là khách sạn mà. Ờ ha. Đồ ngu. Thế hóa ra đây là khách sạn này. Ờ, cái thảo này chứng tỏ đây là khách sạn rồi. Chỉ đây phòng này à? Không mở được, phòng này không mở được. À, phòng có hình con thỏ này. Ừ, phải đi theo con thỏ đấy. Vì mình là con thỏ mà. Ngây ngô như một chú thỏ. Ui. Hello. Hi. Nó cầm chìa khóa. Trời ơi, các bạn ơi, đang tính mở cái phòng này thì đây, một cái khóa hình mặt trăng trên tay đứa bé đấy cầm cái chìa khóa này. Em nhìn thấy từ đầu rồi. Đấy, kia. Bé ơi, đưa mình cái chìa khóa bé ơi. À, mình là người trông trẻ, khéo mình phải trông đứa bé này à? Ôi, bé ơi, đừng nghịch nữa nào. Có vừa thấy gì không? Nó biến mất, nó bụp, nó biến mất từ chỗ này sang chỗ khác. Anh phải nhanh lên mà chụp lấy nó. Phép thuật win à? Trời ơi, phép thuật win. Nó trong phòng ngủ kìa. Oh, hello bé ơi. Túm này. Không bắt được nó đâu, cứ đến gần là nó bay mất à. Trời ơi, đứa bé này có phép thuật win à? Ui, trông đứa bé này có mà ngất trên nền đất. Ui. Kìa, nó trông ngược nền nhà kìa. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Ảo ma thật đấy các bạn ạ, nó đu trên nóc trần nhà luôn. Rồi đâu, lại bay đâu rồi? Ôi, lại lên óc tủ lạnh rồi. Bạn ơi, mệt quá. Anh bắt phải nhanh lên thì bạn ấy mới không bị... Không thể bắt được nó. Em lại gần đây này đấy, nó lại biến mất luôn. Đó, không có bắt được đâu. Từ từ, ở đây có cái máy phát nhạc này. Ở đây anh thấy trên bàn có đĩa nhạc, anh thử lắp vào xem nào. Nhạc gì ấy? Chả hiểu nhạc gì, anh không thích cái thể loại nhạc này đâu các bạn ạ. Để tắt đi. Tắt đi cơ mà, sao nó cứ bật nhạc anh ấy, mới thích của mình. Anh lao đi, anh tóm nó nhá. Ừ. Đồ ăn hại. Đấy, không có tóm được nó mà, nó biến mất kinh lắm. Đây này. Đĩa nhạc nữa đây này. Đĩa nữa này. Đây. Nghe xem cái đĩa nhạc này là gì nhá. Ui, nhạc ở đây chả hay gì cả. Mấy cái đĩa nhạc ngày xưa không phải gu. Ơ, từ từ ông ơi, ở đây có cây đàn này. Chúng ta cần cái bản nhạc. Thế bây giờ phải đi tìm bản nhạc xung quanh này. Đây có phải không ta? Đây không phải rồi. Đây là chỉ là hình vẽ linh tinh. Đây, thấy tờ giấy này. Đây rồi, nhìn thấy có khuôn nhạc đó. Đúng rồi, chúng ta thấy nốt nhạc ở trên tờ giấy này. Chắc đúng. Đúng rồi. Chủ nhà này chắc giỏi lắm này. Được danh hiệu Best newcomer, một người nghệ sĩ mới giỏi nhất năm 2019. 09 chứ. Đấy, 09 mà. 09. Thế chứng tỏ ông này rất giỏi đánh đàn đấy. Rồi, đâu rồi, tìm thêm đi. Liệu có trong đống pizza này không ta? Không có rồi. Đây. Ông ơi, em thấy hình vẽ đứa bé không? Đúng rồi, chính là nó đấy. À, nó kinh quá các bạn. Rồi, còn thiếu một miếng nữa thôi. Tìm đi, ở đâu ta? Bắt mày này. Không bắt được nó ta. Bực hết cả mình luôn. Ủa, có dưa hấu. Bé ơi, ăn dưa hấu đi nè.
À, nó không ăn dưa hấu luôn. Ủa đây, đây, thấy luôn nè. Ra lắp vào cây đàn. Rồi chúng ta làm gì ốc? Chúng ta chơi đàn. Đúng rồi. Ui, giật cả mình. Đứa bé có vẻ nó rất thích nghe đánh đàn này. Mình đến đàn phát nó ra đây, nó ngồi cùng mình luôn. Đúng. Bé ơi, ngủ đi. Ủa? Khóc rồi. Vừa hết đánh đàn phát nó bay đập mông đây, nó rơi xuống đây. Ui, đây. Ủa, cái gì đây? Tự nhiên có cái nút gì đây ốc? Ấn vô. Một cái căn phòng bí mật chăng? Không biết trong này có cái gì ta, tự nhiên thấy một cái căn phòng bí mật đây. Ui, tối lắm luôn nha, một cái đường hầm luôn á. Hay ở đây có kho báu hả ốc? Điên nè, em nghĩ đây là một cái căn phòng bí mật mà chắc là con quỷ ở trong nhà này nấu ở đây. Đấy, 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 em biết ngay mà, thấy chưa? Ui, kinh quá. Ui, có một cái đĩa nhạc màu vàng. Chắc chắn cái đĩa này mới là cái đĩa ấy để có thể dừng lại được cái đứa bé đó. Ừ, đây là đĩa nhạc ma quái rồi các bạn ơi. Thôi, thôi, chuồn chuồn ra khỏi đây, kinh quá à. Ui dồi, lúc nãy thì không xì khói đi, bây giờ đi qua xì khói gì hết cả mình. Ê bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ chơi cái đĩa nhạc này nhá. Bập lên. Rồi, em bé này thích cái nhạc này. Lấy chìa khóa đi anh ơi. Nó ngồi nó nhảy theo nhạc này, rung cả cái đĩa nhạc. Mình xin. Mình cướp cái chìa khóa của bạn đây. Thế là mình là người trông trẻ không tốt đâu các bạn. Thôi thôi, không trêu nó nữa. Đi ra ngoài thôi. Mở cái căn phòng lúc nãy. Đúng. Bòm. Mở được rồi, thôi đi rồi. Xem bên này có cái gì. Mấy cái phòng này đóng hết rồi các bạn. Ủa sao khách sạn gì mà người ta vứt thư từ rác dùng trước cửa này này. Đấy không phải là rác. Đấy là cái đồ đạc từ bên ngoài vận chuyển vào. Người ta sẽ không gõ cửa phòng của khách đâu. Họ để ở ngoài, khi nào khách ra khỏi thì họ sẽ nhận được cái đồ đó. Chứ anh thấy ở đây mà có đống tiền anh lấy luôn. Nhặt đút vào túi. Tham lam. Ui trời ơi, ghê ghê. Đấy, rồi. Bên này có gì? Phòng điện à? Bây giờ chúng ta cần phải đi sửa điện vì cái thang máy lúc nãy không có dùng được điện. Sao biết thang máy không dùng được điện? Rõ ràng là nó có dùng được điện mà. Đây, đây này, quay lại cho ốc xem nhá. Đây này, thấy không? Ờ, không có điện. Điện đang bị hỏng này, cần phải đi sửa chữa này. Rồi, đây là cái phòng để chúng ta sửa điện thì phải. Hello, có ai đây không? Tất nhiên là không rồi. Thế là vẫn không mỗi một mình ở đây. Cần gì phải điều tra? Mình bây giờ là đi sửa điện mà. À, bên này là lắp pin nè, thấy không? Đây, cần phải nối cái này này. Ok, hiểu luôn rồi. Là không có cái màu hồng mà không có cái màu xanh. Giờ chúng ta phải đấu lại này. Đây là cái màu xanh, bỏ vào đây này. Đó. Đấy, vậy đã được cái màu xanh rồi. Bây giờ sẽ đi với cái màu hồng. Cái màu hồng đâu ta? À đây, đây. Tủ này nhiều máu này. Biết ngay là giấu trong mấy cái tủ này mà. Đây là các tủ locker của nhân viên trước đây đó. Lắp vô. Nó lại đến rồi. Nó lấy của mình, nhìn thấy chưa? Tôi quá mệt mỏi rồi. Cái đứa bé phá hoại này. Trời ơi, lúc đấy bật nhạc cho nó nghe. Nó không nghe, xong bây giờ nó chuyển sang đây nó phá. Mình sửa điện. Ui, làm gì? Ơ, lại ảo thôi đấy, đừng phá mình. Ra lại ngồi nhá, không được phá nữa nhá. Ui, sửa điện mất công. Sao anh lại vứt nó khóc thôi. Mình là người trông trẻ mà. Bạn ơi, bạn ngồi đây nhá, em ơi em ngồi đây nhá, không được phá nữa nhé. Rồi, sửa lại thôi. Ơ, cái màu hồng lại mất các bạn. Trời ơi, cay thật đấy. Này nhá, tôi nhịn bạn hơi lâu đấy nhá. Thích cả mình, bây giờ bỏ vào tủ đấy không được không? Không được. Ở đây có một cái tủ thì có mật mã này. Ta phải đi tìm mật mã cho cái tủ này đó. Phải chăng là bây giờ mình cần phải khóa đứa nhỏ trong này để nó không phá mình sửa điện nữa? Đúng. Đây, có hình chìa khóa số 43 này. Nhưng mà đấy có hình như có 4 số lận. Đúng rồi, đây mình có 2 số rồi nè. 43 rồi nhá. Thế làm sao mà ông nhớ không, ông vừa mở cái tủ này. 17 43, 17 4 này 3 1
7. Thế là đã phá hóa thành công. Rồi, đấy, biết ngay mà chúng ta sẽ bỏ đứa nhỏ vào đây. Bye bye, không được phá hoại nữa nè. Bây giờ mình mới có thể gắn được pin vào mà không bị nó lấy mất ý. Đúng rồi. Lắp vào. Rồi. Đấy. Cửa điện thang máy thành công rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Cái gì đây? Đi nhầm đường à? Don't leave, không rời đi. Ui, no. Con này nhìn thỉnh thoảng thấy nó giống Saitama ấy nhỉ? Đúng là đứa trẻ ma quái. Ui, cái gì đây, cái gì đây? Con nhìn ảo vậy, nhìn như xa nhà kia. Cái gì đây? Ui. Gọi thang máy. Gọi thang máy. Xin vĩnh biệt cô. Trời ơi, đáng sợ quá ông ơi, anh vừa bị nó bắt. Con quỷ đấy nhìn kinh thật sự luôn á. Ui, bây giờ mình phải chạy đi đâu? Bây giờ mình phải chạy vào đây à? Ui, đi đâu bây giờ? Ê, chìa khóa. Mở cửa ra. Ui không. Ui. Chìa khóa lấy đi. Màu mặt trăng bên kia đằng sau. Mặt trăng. Đây rồi. Mặt trăng này. Tam giác bên kia. Ngu dốt. Ui, anh quá lâu, anh quá chậm rồi. Chưa nhìn thấy. Em rất thất vọng về anh luôn ấy. Ui. Quỷ đuổi mình. Lại đi. Hình tròn. Rồi. Nhớ bên kia là mặt trăng tam giác nha. Ok, nhớ rồi. Mặt trăng bên này. Đúng rồi. Tam giác bên này. Đúng rồi. Rồi. Đi chạy thôi. Ui. Đi vào thang máy. Ra rồi. Mày không thoát được đâu con trai. Ui ôi, anh không làm người trông trẻ nữa đâu. Đừng có rời, đừng có để tôi lại một mình. Hãy ở đây và ở đây mãi mãi. Không, ơi, hãy không ở đâu. Đừng bỏ đi Thành ơi, hãy ở đây. Không. Hãy ở đây không. Không ở đâu.